gì. Món trên này gọi là món gì đấy cô? Món này mắm chưng ạ. Còn món kia là món gì cô? Cái đó là chả chưng. Chả chưng. Chả chưng ăn cúng tấm nhé. Cúng tấm bì chưng. Chả đó. Sườn bì này. Giờ đây là món gì đấy? Sườn đùi gà chiên. Chiên trứng. Alo. Anh không có nhu cầu nhá, cảm ơn rồi, chào em. Trứng chiên. Cá lóc. Mắm ruốc. Cá kèo. Cá hường. Cá chê. Này là cá rô phi. Trong là cá gì cô nhỉ? Cá ngừ. Đây là cá lóc kho tiêu. Đúng rồi. Đây là mắm ruốc. Cái này cá kèo. Rồi ok. Đây là đậu hũ. Gà chiên, đậu hũ nhồi thịt. Rồi đây là xúc xích. Rồi. Chào các bạn nha. Chào quý vị và các bạn nhé. Đây là cái món cơm bình dân. Đây là cơm cá hú. Cơm cá hú. Đây gồm có đĩa rau sống này. Rau sống thì có xà lách, cải, dưa leo, rau diếp cá. Cơm thì có rau muống, cơm tấm. Chén canh súp nữa các bạn nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.